Kính mến cộng đồng mạng Chính Nghĩa, kính chào cộng đồng mạng Chính Nghĩa. Tôi tính không lên nữa mà tôi nghe bên cộng đồng mạng bên Tấn Xà Lan, thôi giờ tôi đặt nó Tấn Chanel đi, Tấn Chanel. Nó lên cộng đồng mạng bên Tấn Chanel nói là bên cộng đồng mạng Chính Nghĩa bên đây lên kênh bên Long Ba Khơi để kiếm tiền ăn. Mà bây giờ tôi nói cho cộng đồng mạng bên thằng Tính rõ nghe, tôi nói này nghe rõ, tôi lỗ trống vỗ tay lên nghe tôi nói. Tại vì mấy cậu hồi đó là mấy cậu lên á, tôi biết mấy cậu hồi đó là cũng cộng đồng mạng Chính Nghĩa, chứ không phải là cộng đồng mạng chó tha. Mà tại vì bên thằng vụ cô Hà xảy ra tới bây giờ đó, là mấy cậu bên thằng Tính là thuộc gì là lồi thú hết trơn rồi, chó tha lương tâm mấy cậu hết rồi, không còn gì nữa, đồng tiền án nhãn con mắt mấy cậu hết rồi ha. Nên bây giờ mấy cậu không còn là con người nữa, mấy cậu là thuộc về loài con thú, mà loài con thú mà con thú dữ mà nó ở trong rừng á, là bao nhiêu người người ta không tìm thấy mấy chú đó ha, là mấy chú trốn đi trong đó, là mấy thú là lội lồi thú, lương tâm mấy chú bị chó tha hết rồi. Mỗi lần nè tôi nhắc cho mấy cậu nhớ nha, mỗi lần á cha mẹ mấy cậu tạo mấy cậu ra hình dốc đẹp đẽ, cho ăn cho học đến tới nơi đến chốn, rồi cậu làm cộng đồng mạng Chính Nghĩa, đằng này cộng đồng mạng cũng những khen mấy chú này kia. Từ bắt đầu cô Hà tới giờ mấy chú ngã rồi, mấy chú vì đồng tiền của thằng Tuấn quá nhiều, mấy chú xa ngã ở bên đó rồi. Bây giờ mấy chú không có còn tình nghĩa gì mà bên cộng đồng mạng Chính Nghĩa nữa, thành ra mấy chú lên mấy chú chữ là cộng đồng mạng Chính Nghĩa. Nên bây giờ tôi có ý kiến nói gì, tại sao bên cộng đồng mạng Chính Nghĩa người ta có cha, có mẹ, có ông, có bà, có thân tộc, dòng họ, quốc thống, tại sao người ta biết giữ gìn, người ta kính trọng? Còn mấy cậu cũng có dòng, có họ, có cha, có mẹ, có anh em, có thân tộc, dòng họ, mà sao mấy chú đem trà đạp vào dưới một cái bụng, cái dũng bùng mà nó lội là nó dơ dí nhất trên thế gian này, không ai tìm lại, dám lợi cái bụi dũng bùng đó trơn, tại sao mấy cậu mà đem dòng họ mấy cậu trấn cho đó? Bây giờ mấy cậu còn lên mấy cậu nói thằng Tấn bây giờ nó dĩa nằm võng, nó xích đưa không ai làm gì đó, đằng này không có ai làm gì Tấn trơn á, để cho pháp lực người ta làm nha mấy cậu. Còn mấy cậu nịnh bợ vô thằng Tấn đó hen, rồi từ từ mấy cậu đi theo nó luôn hen. Tôi nói mấy cậu nghe, cái đạo làm người mấy cậu á bị gì á, lồi thú dữ nó tha đi hết trơn rồi, nó tha đi xuống bụng dũng bùng nhơ hết trơn rồi. Mấy cậu có ăn học mà tại sao mấy cậu đem dòng họ mấy cậu chấn xuống dũng bùng che diện mấy cậu? Mấy cậu không ăn được bao nhiêu tiền thằng Tấn, đồng tiền là mấy cậu ăn có ở đời với mấy cậu không? Mà cái đạo đức nó mới là ở đời trên nhân thế, là ở mãi mãi tới đời tàn của mình, dòng họ mình mới kính trọng, hen, thân tộc mình phải quý trọng. Mình đừng nên chà đạp, tại sao bên cộng bên mà bên Chính Nghĩa người ta biết kính trọng dòng họ người ta, rồi tại sao mình không mất trước bên mà Chính Nghĩa? Rồi tại sao mình không mất trước đó mà mình đưa dòng họ mình lên, rồi tại sao mình chà đạp dòng họ mình xuống vậy? Tại vì đồng tiền mờ mắt mấy cậu hết rồi phải không? Tôi hỏi mấy cậu, đồng tiền mờ mắt hết rồi phải không? Mấy cậu con người của mấy cậu kêu bằng á nha, bây giờ tôi không biết kêu mấy cậu bằng gì hết trơn, bây giờ tôi kêu mấy cậu là lầu thú dữ đi, thú dữ ở dưới bùn nhơ đi. Tại vì mấy cậu đi theo bên Tấn, mấy cậu nói hồi nãy tôi nghe tôi chướng mắt quá. Tại sao mấy chú, mấy cậu không mất trước bên bên Chính Nghĩa người ta đó, mấy cậu đưa lên. Mà mấy cậu chung vô trong cái đường u tối làm chi vậy? Tại sao cha mẹ mấy cậu cho mấy cậu ăn học mà mấy cậu không biết giữ gìn tộc họ mấy cậu vậy? Mà để cho mấy cậu đưa tộc họ mình đi rồi cho chúng chữ, chúng trà, chúng đạp. Cái đó là mấy cậu nghĩ làm sao? Rồi mấy cậu dòm bên Chính Nghĩa người ta làm sao? Rồi mấy cậu dòm bên mấy cậu làm sao? Gặp tôi như mấy cậu thôi, chắc tôi nói thiệt mấy cậu, chứ tôi kiếm mà cái bùn nhơ nào, cái cầu tiêu xí nào, tôi đập cái đầu tôi vô đó, tôi úp cái mặt tôi vô đó luôn, tôi không cho ai thấy hết trơn á nha. Tôi nói thật với mấy cậu vậy đó, mấy cậu đừng có theo bên thằng Tấn, không có bền đâu mấy cậu ơi. Mấy cậu á, từ từ mấy cậu tỉnh lại đi nha, tôi phiên mấy cậu vậy đó. Lấy nhân cách làm người, lấy đạo đức làm người đứng đầu, lấy cái tình cái nghĩa đứng đầu, và thấy con người đạo lý đứng đầu. Mình phải tôn trọng dòng họ của mình, mình phải quý quý dân tộc của mình, để dòng họ mình nó được biết người ta kính nể.
Còn này mấy cậu đem trà đạp mấy dưới luôn. Cái này là tự động mấy cậu trà đạp dòng họ mấy cậu, thân tộc mấy cậu. Chứ ở đây không ai trà đạp dòng họ thân tộc mấy cậu hết trơn. Tự động mấy cậu đem trà đạp nha. Còn bà Năm một điều như thế này, tôi nói cho bà nghe. Cần khẩu á của bà nó khai rồi nha. Kêu bằng nó khai thẳng luôn rồi. Bà lên bà nói cái đồ cái vật chất mà đi tìm cô Hà đó, tôi nói cho bà nghe. Ở đây cộng đồng mạng ai cũng không có mà biết trước như bà, mà bà đã biết trước. Bà lên bà nói á, bà giái trời giái thật á, cho cào lên nhanh nhanh đi. Thằng cho cái thằng đó nó tù. Tôi không có nói tên thằng đó ra, bởi vì tôi nói vậy là bà hiểu rồi. Cho thằng đó nói tù nhanh nhanh, bởi vì cái vật chất này nè, tôi cho bà biết. Vật chất này chứng tạo cái hình giả, hen. Bà đem bà bỏ xuống đó đó, mới bà mới biết. Chứ ngoài ra bà không bỏ làm gì bà biết mà lên tiếng mạnh dạng như vậy. Phải không bà Năm? Cái này bà bỏ cái này là xuống dưới bà mới giờ dám cam đoan cam kết như vậy. Hen. Rồi tôi cho bà biết như vậy đó. Bà, cái con người của bà độc ác từ đầu đến cuối, từ cuối đến đuôi. Bà, thân tộc dòng họ của bà là từ ác hết trơn nè. Bà biết đó, cái dòng họ của bà đó, từ má của bà đó, lên dòm cái mặt đó. Nói xin lỗi mấy bà chứ nha. Mấy bà không biết quý trọng. Hen. Bây giờ đi cha mẹ mấy bà không còn đi, mấy bà cũng phải quý trọng cái tấm hình đó, để trên bàn thờ mấy bà phải quý trọng. Còn cái này mấy bà kêu bằng đem nhận vào xuống dưới cái cầu xí hết trơn rồi. Hen. Mấy bà lương tâm, mấy bà không còn là lương tâm con người nữa. Mấy bà nhận dòng họ, mấy bà xuống cầu xí hết trơn rồi. Rồi bà còn nhảnh nha lên, bà nói cộng đồng mạng á, bây giờ đừng có đưa bà lên nữa nè. Bây giờ tôi lập lại cái này cho bà nhớ cái nữa nè, cái tội của bà nè. Đừng nói gì bà hết trơn á, nói theo bình tĩnh đi rồi bà gửi tiền cho mấy con uống cà phê. Cái câu đó là câu gì với bà Năm? Bà trả lời cho tôi nghe coi. Cái câu đó là cái câu gì? Bà nói bà không có tội mà bà nói câu đó là câu gì? Hả? Cái câu đó là tự đâu? Nè, cái miệng của bà kết tội án của bà chứ không ai kết tội án bà hết trơn nha. Tôi cho bà biết như vậy đó. Bà tự động bà kết tội án bà chi vậy? Rồi nè, hen. Rồi một điểm thứ ba tôi nói cho cái chú Tám chú gì đó. Chú Tám mà đi lên chữ bất bình đó. Nha, tôi nói cho cậu nghe. Cậu là cũng con người lớn rồi, có xui có da, hen, có cháu ngoại cháu nội rồi, mà sao con người của cậu á kêu bằng thiếu giáo dục, thiếu đức hạnh, thiếu lương tâm, thiếu đạo đức làm người. Chú lớn mà chú lên chú chữ nít, rồi lỡ nít nó chữ là chú rồi sao? Rồi nó đem tộc họ chú nó nhận với khinh rồi sao? Rồi tại sao chú không biết mắc cỡ gì chú Tám? Hả? Tại sao chú ở bên thằng Tấn mà chú lên chú nói chuyện sao tôi nghe không được cái gì hết trơn á? Trời ơi, con người của chú sao mà thiếu giáo dục chứ vậy? Thiếu đức hạnh như vậy? Cha mẹ của chú tạo cái hình dáng cho chú chi uổng gì kèn? Để phải hồi đó ba biết vậy kêu ba đẻo gốc cây á, tạo cái hình dáng của cậu lên làm hình nhân á. Thế không? Cậu lên nói con người của cậu sao mà già cả rồi mà ăn nói gì đâu mà tục tiểu mà chữ chứ mà nghe. Chữ không bao giờ biết đường nói được chữ mà tử toàn là thu lỗ không à. Tình trạng bất bình nó đâu có dám đưa lên. Cậu chữ quá chữ, con người của cậu có đạo đức không cậu Tám? Con người của cậu có đạo làm người không? Hả? Phải là con người của cậu thiếu giáo dục chứ vậy? Tại sao cậu cha mẹ cậu cho cậu ăn học mà tại sao mà cậu không biết đầu óc suy nghĩ vậy? Cậu binh cậu cũng binh vừa vừa thôi chứ. Có đâu mà cậu binh dữ vậy? Cậu binh mà cậu biết là cái vách tường của mấy anh áo xanh không? Cậu binh ghét chắc cậu vô đó mà cậu Tám ơi. Thế yeah, cậu binh đó cậu vô Tám vô trong cái đó cậu ở đó. Cậu gắng bình tĩnh nhiều nhiều nha cậu Tám. Tôi phiên cậu lên cậu binh nhiều chừng nào tôi mừng hung nấy là biết chi không? Tôi mừng là mừng cho cậu vô nhà mát á. Thế không? Tôi cho cậu biết. Còn á, một điều nữa tôi nói cho bà Mừ nghe nè bà Mừ. À, tôi tưởng đâu bà Năm là đồ chảnh chảnh chứ không bao giờ bà còn chảnh hơn bà Năm nữa bà Mừ. Con người của bà sao mà kỳ cục vậy? Con người của bà lên mà nói cộng đồng mạng hô quan cho thằng Tấn. Thằng Tấn cháu bà không có tội mà cho hô quan. Nè bà Mừ à, bà nên nhớ kỹ nghe. Cộng đồng mạng á, người ta không có khép tội thằng Tấn. Bà đừng có đổ thừa cho cộng đồng mạng chính nghĩa. Thế người ta không nói thằng Tấn có tội mà không nói thằng Tấn đâu tội. Cái đó là để cho công an á,
nha. Pháp luật á người ta khép tội nó, còn này không ai khép tội, bà đừng khép tội cộng đồng mạng chính nghĩa nha bà mự. Con người của bà sao mà mất dạy chứ gì, con người của bà mở miệng ra là tôi nói không phải nói, chứ giờ không lẽ lên cộng đồng mạng mà tôi nói cái chuyện dơ giấy mà đổ họng bà chứ thiệt. Bây giờ tôi mới lấy phân đổ họng bà đi, đặng cho bà ngậm câm cái miệng của bà lại nha. Tôi cho bà biết vậy đó bà mừ ơi. Bà sao mà bà nói bà Năm độc ác, mà tôi tưởng là bà độc ác cái đích, mà giờ bà độc ác hơn bà Năm nữa bà mừ. Bà lên bà chửi người ta gì, bà chửi gì vậy? Ừ, mà bà chửi mà xúm lại mà chửi con Nguyệt khùng. Con Nguyệt người ta khùng, Nguyệt người ta khờ chứ Nguyệt người ta khùng hồi nào. Con Nguyệt của người ta tuy là người ta khờ khạo mà người ta điểm chính, ăn nói đâu đó đàng hoàng tử tế, người ta biết cái nào phải cái nào quấy, cái nào đạo đức làm người, cái nào ngay thẳng. Tại sao bà lên bà chửi người ta hoài vậy? Con người của bà, tại sao tôi nói với bà, con người của bà 13 con giáp rồi, bà thành tinh thành quỷ rồi mà bà không biết tu hiền, rồi cứ bà đem dòng họ tộc họ bà cho chúng chửi hoài vậy? Cái đó bà vui lắm hả bà Năm bà Mừ, bà vui không? Trời ơi, gặp tôi nói thiệt cái bà đó hả, thà là nó phải nói với tôi bao giờ, thà là tôi chết một mình hơn tôi, chứ tôi không bao giờ tôi đem tộc họ dòng họ tôi mà đem ra làm trò đùa cho người ta. Anh hen, bà nên hiểu đó. Còn nên bà nói là con người của bà mới lên đây bà nói nè, trời ơi con người tôi không bao giờ nói chuyện gì của ai hết trơn, con người tôi đạo đức dữ lắm. Con người của tôi biết ăn chay niệm Phật. Trời ơi bà Năm ơi, bà Năm Nam Mô A Di Đà Phật. Bà Năm ơi bà Năm, bà nói chứ nói sao bà không biết nhục mắc cỡ vậy bà Năm? Bây giờ nè tôi nói cho bà nghe, nếu bà con người bà biết đạo làm người á, bà biết giữ tộc họ bà lợi đó hen, bà biết kính nể tộc họ bà. Bây giờ thằng Tính nè nó có tội, bây giờ á bà ra bà nói đi. Bây giờ Tính nó lỡ nó có tội lỗi như vậy đó, có tội giết vợ nó đó, thì tôi bây giờ á, mấy ông bây giờ tôi hy sinh nó đó, thì nè để cho mình nên Tính nó chịu đi, mình phải giữ tộc họ mình lợi, mình giữ tộc họ mình lợi cho nó mà cho người ta dòm ngó. Rồi sao bà binh tào lao bà vậy, bà binh tào lao bà, bây giờ bà đem tộc họ bà cho chúng chà chúng đạp gì bà Năm hả? Bây giờ bà lên bà còn nhí nhai nhí nhảnh nữa, bà nói bà tu hiền, bà tu cái gì, bà biết cái chữ niệm Phật không mà bà lên bà nói bà tu hiền? Trời ơi tôi nghe bà lên kinh bà nói bà tu hiền cái này tôi làm dốc ác, tôi muốn nhảy dựng lên vậy bà Năm. Tôi nói thật với bà luôn á, con người của bà đấy, kêu bằng con người của bà á, không nói là cái vụ gì mà để vào cái lương tâm của cộng đồng mạng được hết trơn á. Con người của bà mất dạy lắm bà Năm ơi bà Năm. Từ nè bà thấy không, bà chị thứ ba bà đó cái mặt cũng như là con dòng họ bà. Từ cây đó tôi tính cây bà ba rồi bà rồi chị em bà này kia, con cháu bà y gan là sư tử Hà Đông, cái mặt giống hệt là con sư tử mà sư tử Hà Đông á nha, chứ không phải là sư tử bình thường, sư tử Hà Đông á. Con sư tử đó kêu mà sư tử Hà Đông á là kêu bằng trên thế giới này đó không ai nhìn con sư tử Hà Đông hết trơn á, chán cho bà biết gì đó. Thôi bây giờ tôi nói cho bà nghe, bà đừng có lên chữ nữa, bà lên bà chữ là tôi lên tiếng nữa đó, tại vì tôi tính tôi không lên tiếng rồi mà tôi nghe bà chữ là tôi lên tiếng nữa đó. Con người bà tôi đã dắt đường cho bà đạo đức làm người mà bà không chịu, bà lên bà chữ tôi lên tiếng nữa, tôi lên tiếng có ai nhục? Chứ còn ngoài ra gì, còn bà nói bà chữ về cộng đồng mạng chính nghĩa, cộng đồng mạng chính nghĩa là tôi nói cho bà nghe, người ta cực khổ, người ta lên cộng đồng mạng chính nghĩa mồ hôi nước mắt người ta đưa lên cho cộng đồng biết cái nào phải cái nào quấy cái nào trái, chứ người ta đâu có mà ăn hết của ông cố nội mấy bà gì sao mà lên đợt nào cũng chửi người ta trên gì cha nội, chửi cộng đồng mạng chính nghĩa không vậy? Còn mấy thằng cộng đồng mạng mà bên theo thằng Tấn đó nghe, tao nói cho tụi bay biết nè, tụi bay liệu giữ cái hồn của bay á nghe không, sớm muộn đâu bay bay đi theo thằng Tấn hết trơn luôn à, không còn một thằng nữa. Còn mấy thằng cộng đồng mạng đó tao thương viết cho cha mẹ bay á, tạo dốc hình cho bay hen, thành người đẹp trai như ngôn thống tướng hen, ăn học mà bay đem chà đạp dòng họ thân tộc bay á, chà với dũng bùng nhơ hết trơn à, tao tiếc thương cho tụi bay cái vụ đó hen. Tao nói thiệt với bay, với dòng họ tao là quý nhất, thân tộc tao là quý nhất, không có thằng nào mà đụng được hết trơn á. Còn tụi bay á chỉ là ham đồng tiền thôi, chứ bay không có nghĩ gì cái thân tộc dòng họ của bay hết trơn á, tao cho bay biết vậy đó hen. Thôi nè tao nói cho bay một lần này bay nhớ nha,
mà tao nghe bay lên lần nữa đen, tao nói mày còn tệ hơn nữa. Tao nói kêu bằng chó chê mà mèo mửa, kêu bằng người ta chà người ta đã bay ở dưới chân giò người ta, còn ta chà cho bay xuống bụng dùng nhơ luôn, chà hết thân tộc dòng họ của bay hết trơn luôn, cho bay cái đầu óc mày biết không không nha. Tao cho bay biết gì đó, tại sao bên chính nghĩa mà người ta không nói, mà tao tìm bên đây người ta nói hoài, mà động phạm bên bay hay gì mà chửi bên chính nghĩa hoài vậy hả? Mất mớ ông nội bay hay gì vậy hả? Cái chi mà ta nói động gì tới bay á thì bay chữ. Tại sao vậy? Con người của tụi bay á, tụi bằng thiếu học, mất dạy cái lương tâm đạo làm người của bay, bị đồng tiền của một tấn á làm mờ con mắt rồi. Thấy không? Chồng thứ chó đẻ mất dạy của tụi bay á. Thôi, cô cũng có bao nhiêu lời đó, cô cũng lên nói với con có đưa clip này lên cho cộng đồng mạng người ta coi, đặng ta hiểu, đặng người ta biết. Nếu mà cô nói phải thì cho cô phải, mà cô nói chặt thì cho cô nói chặt, cô sửa lại. Đi thôi, cô chào các con nghe.